Hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Clip thứ hai này, ngày trong ngày hôm nay mình sẽ làm về Remy, một top player phải nói là đánh cực kỳ khét với cái deck của anh ta, mà chỉ có mình anh ta chơi deck này thôi. Đó chính là Miner, Worldbreaker, Rocket. Deck này có một cái điểm yếu đó chính là thủ công, thủ ở trên không hơi yếu. Tuy nhiên thì đôi khi mà bị đánh ở hai bên, thực ra khi mà bị công ở hai bên thì sự nó là khá yếu. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đến với lại ngày hôm qua thì anh ta đã có được top 1, tuy nhiên ngày hôm nay hôm lúc mà mình quay làm clip thì hiện tại đang ở top 3. Một trước anh ta finish top 4, rất nể đấy, rất nể với anh ta, với deck của anh ta. Ok, chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên, Mohamed Sparta. Thực sự đây là một Mohamed Sparta, đây là một một người bạn của mình khi anh ta chơi cái deck Balloon với Jack Becker Evic. Thực sự là những người chơi đặc điển hình ở thời điểm hiện tại, chơi một deck luôn nằm top và đánh cực kỳ dị. Tuy nhiên có một cái điều trong cái deck của Remy, anh ta có lợi thế hơn một chút, bởi vì Balloon thì anh ta có Rocket, Grave Trap thì anh ta có Vanti và Goblin. Deck của Mohamed Sparta thì anh ta có một cái con có một cái arrow, tuy nhiên thì nên một cái arrow là không đủ để có thể giết được các quân gọi là quân quân thủ của Premier. Tuy nhiên thì trong turn này khi nguy hiểm quá, một pha công cực kỳ là cục xúc đến từ Mohamed Sparta, quá thật cục xúc. Một pha đó là một pha đẩy con bom. Anh thích kinh thờ tuyệt vời, không mất một máu nào, sử dụng tornado tuyệt vời. Cái có lẽ là mình phải thử trong cái tên trong những cái bài toán của mình, là vì đôi khi mình gặp những cái deck breaker mà nó công bên này thì mình không biết xử lý như nào. Thường thì mình đặt một quân như kiểu là Goblin hay là Skeleton để defend. Tuy nhiên thì trong cái tên này thì mình nghĩ là cho những cái lần tiếp theo mình sẽ xử lý tốt hơn. Dùng ba con Goblin để defend và active King Tower rồi. Đây là một bài và đó là đổi, đánh đổi. Bởi vì là khi mà các bạn mà không thể active King Tower, khi mà gặp công gặp những deck kiểu Breakout như thế này thì sự mình không có lợi thế. Phải kiếm được cái lợi thế là active được King Tower, bạn sẽ dễ là defend hơn. Miner đẩy lên, dùng PK để defend Miner cực kỳ là một dụng Rocket có kịp không? Vẫn kịp. Tuy nhiên thì hãy cẩn thận trong các turn tiếp theo, bởi vì là bao khi là sẽ một công là một turn công cực kỳ cũng xúc đến từ đây là thời điểm, đây là thời điểm cho mấy đứa đâu. Nói ngay từ ban đầu đó chính là cái combo đó là combo đó là Balloon cộng với lại Grave Jump. Thực sự là chưa ai có thể chơi một cái deck kiểu kinh dị như thế này. Tornado, một pha tornado cực kỳ ảo diệu, cực kỳ ảo diệu đến từ Mohamed Sparta. I see. Phải nói là bây giờ mà anh ta thả một con Balloon vào chân thì thực sự là khá là khó defend. Tuy nhiên thì đáng lẽ ra Mohamed anh ta đặt để công Balloon cùng với phía cái bên này thì anh ta hơi tiếc. Anh ta tiếc rằng là anh ta nếu mà công mình công Balloon cùng với lại Pekka cùng với Webjack cùng một hướng thì sẽ không được. Nhân bởi vì là cái trụ phía bên trái đang còn ít máu, vì vậy là anh ta muốn là đẩy Balloon phía bên này, phía bên trái. Tuy nhiên thì mình nghĩ là trong cái turn vừa rồi, khi mà Remy anh ta đặt trong con cái một cái bom sao ở phía bên kia rồi thì thực sự là tornado chúng ta chắc có thêm một vài hit nữa. Chúng ta cần phải có thêm dam của Miner nữa. Một trận đấu cực kỳ dễ từ hai bên. Những pha tornado mình nghĩ là không bao giờ có thể sử dụng như thế này, nhưng mà phải xử lý cực kỳ tốt. Good job Remy và KK. Xem KK đánh cái gì đây. Mình thấy là KK hay đánh Grave Jack lắm. Không,
Ngày hôm nay thì anh ta chơi một cái deck cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại, đó chính là Worldbreaker Miner Fireball Musketeer Nine Lock. Cái deck này thì counter hot cực kỳ, là gọi là hack counter luôn đấy. Cứ Miner Fireball Musketeer rồi xong rồi là Nine với lại Bomb Tower. Cái deck này nó xoay rất rất nhanh, mà gần như khi mà các bạn đánh Hot Cycle thì các bạn cũng có cửa luôn. Ok, quay trở lại với KK và Remy Miner. Goblin sẽ dùng để defend phần này và đợi khi mà Musketeer gần tới quả cầu thì sẽ đặt Banky. Chứ nếu mà các bạn đặt Banky hơi sớm thì sẽ bị Musketeer nó thịt sống rồi. Tornado, anh kia King Tower. Good. Tuy nhiên thì trong cái tên vừa rồi Remy anh ta kéo hơi muộn, bởi vì là sẽ chúng ta thấy có một hit của Warbreaker Green Down. Tuy nhiên hiện tại cân bằng, mình đánh giá hiện tại bây giờ cân bằng, bởi vì là Remy anh ta đã có active được King Tower rồi. Người ta nói là active King Tower rồi thì sẽ là một lợi thế. Rocket không? Rocket đây rồi. Cây cây anh ta muốn bắt bài, tuy nhiên thì dùng cái lock hơi sớm và không đoán được rằng là Remy anh ta sẽ sử dụng Workbreaker. Một cái từ Workbreaker. What? Dùng Bomb Tower để defend trong tuần này là hợp lý. Không có một con bài nào khác có thể vừa công vừa defend Red Giáp, à vừa defend con Nai, vừa defend con combo của Workbreaker đó. Hợp lý. Hiện tại bây giờ là cân bằng. Tornado ở phía bên phải đúng hợp lý, bởi vì là cái trụ bên phải này chúng ta vẫn còn rất nhiều máu. Banky đặt ra sẽ bị defend turn này thôi. Đây là một cái turn basically cơ bản là steel rồi. Dùng Bomb Tower để chặn Workbreaker. Và Bomb Tower vẫn nhìn thấy mất con Miner. Và cực kỳ là hiệu quả đấy từ Winnie. Phải nói là những người chơi mà một đánh như thế này thì họ sẽ có kỹ năng defend và có nhiều khi điều khi là các bạn các player mà copy deck của họ thì chưa chắc là xử lý được giống họ. Cứ Musketeer chưa ra qua cầu thì sẽ có xuất hiện của Vanky thôi. Workbreaker đẩy lên, xoay cổ rất nhẹ. Người đánh những cái deck này có thể xoay cực kỳ chóng mặt. Rất nhiều đam đến từ Vanky và Musketeer. Tornado, không cần tiếc, một Bomb Tower cũng là đủ để defend một Workbreaker 2 Ely cộng với lại Miner 4 Ely là 6 Ely. Chúng ta chỉ mất 4 Ely để defend 6 Ely thôi. Rocket trong tuần này. Deck của KK anh ta không có một spell to, chỉ có Fireball thôi, mà một mình Fireball là không đủ. Worldbreaker được cái bên này không cần thiết, Worldbreaker không qua được cái ải của Banky Rai. Chúng ta chỉ cần một cái Miner nữa thôi, defend Icy Rock. Ở cái thời điểm cái bản điểm bản ba lần vừa rồi thì mình không nhớ được là đội Rocket còn đam bao nhiêu. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game cuối cùng. Remy anh ta share cho mình 3 game play, 3 replay. Frispam. Cái deck của Remy không sợ Ram Rider, bởi vì anh ta có Rocket, anh ta có Bomb Tower. Và tuyệt đối là không dùng Tornado để defend Wave Giáp đúng nhỉ? À, không dùng defend Ram Rider đúng nhỉ? Cái deck của mình ấy nó giống cái deck của Remy là có Goblin và Banky và Tornado. Thì khi mà mình defend ấy, mình defend Ram Rider thì mình sử dụng Goblin và Banky. Chứ mình không sử dụng một Tornado để kéo ra, thực sự kéo ra Tornado thì các bạn vừa mất Bailey lại còn không thể chặn được Ram Rider. Và trong cái deck này thì mình nghĩ là Remy anh ta sẽ rất dễ thắng rồi. Bởi vì Ram Rider không vào trụ thì làm sao chúng ta không đang có đam được. Rồi
một pha thả IC lỗi, người ta đoán được là người ta đoán tưởng rằng là con Hanscatcher vẫn còn sống, tuy nhiên thì Van kia vẫn có một ít. Wolfbreaker đẩy lên, bắn đẩy kịp không? Có một đam lên từ Wolfbreaker. Tornado, đúng rồi, hợp lý. Nếu các bạn không dùng Tornado trong tân vừa rồi thì sự đó là một cái điều kinh khủng. Rocket không? Hay là dùng Bomb Tower? Bomb Tower sẽ là hợp lý, Rocket sẽ giữ lại. Thực sự là những cái deck mà không có building, không có building mà không có Rocket thì thực sự chặn Ram Rider cực kỳ khó. Magic Archer bị bên này, IC Miner bắt đánh bắt bài Bloom với Jack rồi, thả lớp nhảy. Magic Archer trong bên này không có nhiều đam cho lắm, không cần phải cần quan tâm không biết bên đấy. Wolfbreaker thực sự khi mà đi cái deck Wispam nó đúng là cái thương trợ Wispam cứ spam 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 một cái cầu thôi. Thực sự là những cái deck mà có xoay không nhanh như cái phân mà nó cũng thủ không tốt thì khi mà cuốn theo cái lối chơi của Wispam rất là khó. Wolfbreaker bao trụ có rất nhiều đạn fireball lỗi, một fireball lỗi và chậm hơn một nửa giận hơn một giây liền. Anh sẽ phải trả giá cho cái tơ tiếp theo đây này. Tuy nhiên là phải nói là cái deck Wispam ở đây cực kỳ khó chịu cho những top player, quá khó chịu. Player Star này anh ta cũng rất là thông minh bởi vì anh ta không đẩy Ram Rider mà anh ta cũng đẩy Magic Archer. Mà cái deck của Remy lại không giết được con Magic Archer thế nào. Như vậy rất là khó để hình xử. Nhập được là Wolfbreaker Miner đẩy lên Van Keen. Wolfbreaker không vào trụ. Rất là thông minh. Bởi vì là khi mà các bạn thấy là trong cái bài của mình ấy, khi mà con nào bị counter nhiều nhất thì các bạn không nên thả quân, bởi vì các bạn càng thả thì các bạn sẽ càng tốn lily. Rồi bây giờ đánh lạc hướng Inferno Dragon Bandit. Rồi bây giờ không kịp vào chú. Hai bên máu bây giờ là cân bằng, tuy nhiên thì Remy anh ta đang bị tấn công hai bên rất là khó xử lý. Còn xa hờ để cao hơn. Rocket Lumber chết Lumber rồi. Có Bomb Tower nữa. Hai cái Bomb Tower thì Ram Rider làm cũng đảo vào trục được khi mà có sự support bởi FIPC Wizards. Magic Archer nằm xuống rồi. Rocket không được kịp. À không, Bomb Tower vẫn là hợp lý. Bởi vì Rocket trong tên này xem chật Ram Rider đã có sự support của cái rare của con Lumber Jack rồi. Monkey, đây là thời điểm nó xuất hiện rồi. Cẩn thận một con Magic Archer, Ram Rider tiếp tục đẩy lên. Rồi và sử dụng Rocket ở trong cái 10 giây cuối cùng. Rocket time, Rocket time, Rocket time, Rocket time, Rocket time. Wow, perfect. Còn đó mình nghĩ dễ dàng mà không dễ dàng một chút nào. Ok, các bạn nhớ follow Remy A trên Twitter nhé. Follow his Twitter, link below description video. Ok, see you guys. Thanks for watching. Cảm ơn anh em đã xem nhé. Bye bye.